Khán thính giả và các bạn đã đến với tin tức Xoáy TV. Chúc quý vị một ngày mới an lành bên gia đình và người thân. Quý vị vui lòng nhấn nút subscribe đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để có thể đón nhận tin tức của chúng tôi một cách nhanh nhất. Bản tin ngày hôm nay ngày 10 tháng 8 năm 2021 sẽ có những tin tức cập nhật mới nhất sau đây. Triều Tiên nhấn nút Italia, tấn công dữ dội thêm lục địa Biển Đông, phá nát nhiều tàu của Trung Quốc, ná tên lửa dữ dội về phía Trung Quốc. Đưa hàng trăm xe tăng cùng nhau tấn công, vừa đi vừa đánh khiến cho Trung Quốc không thể kháng cự, khiến dân chúng cũng bị những lần đàn nã như mưa. Hàng loạt dân chúng Bắc Kinh, Thượng Hải, ngay cả Vũ Hán cũng nổi dậy giành chính quyền. Tập Cận Bình phải có những biện pháp bảo vệ người dân khu vực biên giới. Chính vì sự bàng hoàng này mà Tập Cận Bình đã chính thức đến chỉ huy, di tản toàn bộ dân chúng ra khỏi khu vực chiến tranh này. Nhưng thật không ngờ khi biết tin Tập Cận Bình đến biên giới thì Kim Jong-un đã cho nã hàng loạt tên lửa tấn công vào đập Tam Hiệp lần thứ ba, khiến cho Trung Quốc không kịp trở tay. Liệu Trung Quốc có đáp trả lại hay làm cách gì để chống đỡ hàng loạt các động thái trên không? Thì xin mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bản tin sau đây. Trung Quốc lại tiếp tục dính bẫy tử thần của đặc nhiệm Triều Tiên, nhiều binh lính bị tiêu diệt. Theo thông tin tình báo trong hàng ngũ quân đội của Trung Quốc hôm nay cho hay, lực lượng binh nhuệ của Triều Tiên hôm nay đã phục kích và tiêu diệt nhiều binh lính đặc nhiệm của Trung Quốc. Đột kích sâu vào trong khu vực đóng căn cứ của Triều Tiên, mặc dù theo thông tin tình báo cho biết, hai bên đã có cuộc đàm phán giữa ông Tập Cận Bình và Kim Jong-un trong suốt hai ngày vừa qua. Tuy nhiên, bất ngờ đêm hôm qua, Tập Cận Bình đã cho quân lính của mình tiếp tục đột nhập vào biên giới của Triều Tiên. Triều Tiên cho biết, vào ngày 4 tháng 8, lực lượng của Triều Tiên đã tiêu diệt nhiều tên đặc nhiệm nguy hiểm của Trung Quốc khi Triều Tiên tiến đến các trận đột kích ở biên giới Trung Quốc. Trong khi hai nhà lãnh đạo đang nói chuyện với nhau, một đoạn video được đăng tải đã cho thấy cảnh tượng đặc nhiệm của Trung Quốc nằm la liệt sau trận đột kích bất thành, nhằm vào một đơn vị đặc nhiệm của quân đội chính phủ Triều Tiên. Lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên đã chiến đấu và thành công khi Trung Quốc bất ngờ bắn súng máy vào lực lượng đặc nhiệm của mình. Một nguồn tin được Abalat News cho biết, quân đội Triều Tiên đã sử dụng lực liên minh để lừa các tay súng Trung Quốc vào khu vực bẫy tử thần và tiêu diệt. Theo Abalat News, nếu lực lượng và đặc nhiệm chiến công này là một đơn vị công chiến thuộc lữ đoàn đội đặc nhiệm số 104 của vệ binh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Triều Tiên săn bẫy Tập Cận Bình lại dính phục kích đặc nhiệm của Trung Quốc. Theo thông tin từ các cấp cao của chiến sự Trung Quốc và Triều Tiên hôm nay cho biết, quân đội đặc nhiệm của Trung Quốc lại dính phục kích của Triều Tiên khi từng vượt hàng rào vào nước này bên bờ sông Áp Lục, nhanh đón Úc và các căn cứ chiến đóng của Triều Tiên đã lấy lại được trong hai tuần xung đột này lửa vừa qua. Sau vụ phục kích ở biên giới hôm ngày 1 tháng 8 cho hay, ông Kim Jong-un tưởng chừng như một lần thất bại thê thảm vào tuần trước thì Tập Cận Bình sẽ khác. Nhưng không phải thế, vào đêm hôm qua, bất ngờ Tập Cận Bình lại cho quân đội của mình vượt ba căn cứ của Triều Tiên. Tuy nhiên, vì đã có sự chuẩn bị từ trước và biết được âm mưu hâm độc của Tập Cận Bình, nên đội quân dũng mãnh của Kim Jong-un đã đập tàn nát quân xâm lược Bắc Kinh. Theo BBC, dẫn nguồn tin các tay súng được cho là thuộc lực lượng đặc nhiệm của Trung Quốc đã bất ngờ tập kết một căn cứ nhỏ của lính Triều Tiên tại bên bờ sông Áp Lục. Quân Trung Quốc ban đầu đã sử dụng các vũ khí hạng nhẹ và pháo cối để bắn phá căn cứ, khiến cho 4 binh sĩ của Triều Tiên thiệt mạng, 4 binh sĩ khác bị thương. Bị tập kích bất ngờ khi dân chúng ở đây không kịp trở tay khiến cho hàng loạt dân chúng bị thiệt mạng. 300.000 dân chúng đã được Tập Cận Bình di tản gấp trong ngày hôm qua. Kim So-hyun đã cho quân đội của mình bắn phản công và chỉ sau 2 giờ đồng hồ đã tiêu diệt toàn bộ đội đặc nhiệm của Trung Quốc. Không biết hôm nay, Trung Quốc đã học tập lại Triều Tiên chưa? Và liệu có từ bỏ dã tâm xâm lược khi con số thương vong và giảm trận thì đã thấy rõ? Đây là thiệt hại về người lần thứ hai của quân đội Trung Quốc tại biên giới Triều Tiên kể từ sự kiện xung đột đầu tiên khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương tại khu vực biên giới hồi cuối tháng 2. Sự kiện ở biên giới hai quốc gia từng được coi là anh em này, lực lượng Trung Quốc đã tiếp tục thêm hai cuộc chiến nên con số binh sĩ thiệt mạng không có thống kê chính xác cho đến nay. Bên cạnh đó, trong thời điểm dịch đang không thể kiểm soát cũng khiến giữa hai nước Trung Quốc và Triều Tiên đã tạm dừng cũng như là không xung đột nội bộ ở Campuchia. Các phóng viên báo chí không thể tác nghiệp đưa tin, những thông tin chỉ được gửi từ các nguồn tin tình báo hoặc nguồn tin trong hàng ngũ nội bộ của các nước. Được biết, các chiến sĩ đồn trú tại căn cứ nên thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho các nhiệm vụ của quân đội quốc gia Triều Tiên chống lại xung đột phản ứng. Trước thông tin này, Tập Cận Bình đã viết lời chia buồn với gia đình các binh sĩ trên trang cá nhân của mình và tuyên bố mạnh mẽ rằng Triều Tiên sẽ phải trả giá cho hành động của mình.
Hành động này theo các chuyên gia đánh giá là coi như vừa ăn cướp vừa la làng. Tuy nhiên, không biết bao giờ Tập Cận Bình mới có hành động đáp trả và nó sẽ như thế nào. Trước đó, trong một cuộc xung đột giữa hai nước cách đây 2 ngày, Tập Cận Bình đã một lần nữa thử thách. Theo các báo chí đưa tin là Trung Quốc đáng lẽ phải sợ đến ra và không bao giờ dám động đến Triều Tiên, nhưng báo chí đã nhầm. Cuộc tập kích lần thứ nhất, theo các phóng viên đưa tin ngày 4 tháng 8, Trung Quốc đã nả 400 đại bác và pháo sáng vào nhiều cứ điểm quan trọng nằm trên dãy núi cách biên giới hai nước Trung Triều, sau đó đưa khoảng 2.000 binh lính đánh chiếm các căn cứ điện nói trên. Quân đội Bắc Triều Tiên bị Trung Quốc chiếm đóng bất ngờ, lực lượng quân đội mỏng yếu nên phải rút chạy. Quân Trung Quốc tiếp tục lấn sâu vào lãnh thổ Triều Tiên khoảng 5 km, nên hôm đó Trung Quốc tiếp tục tăng cường đánh chiếm một số căn cứ vào thời điểm khác. Triều Tiên được lệnh rút chạy sâu vào đất liền, để lại vùng đất của mình cho bên Trung Quốc chiếm đóng trong một ngày một đêm. Khi ấy, Tập Cận Bình nghĩ rằng Triều Tiên đã run sợ. Thế nhưng vào đúng 12 giờ đêm hôm sau, hàng loạt hỏa tiễn của Hàn đã sang các căn cứ quân sự của Trung Quốc nhập qua biên giới Trung Triều. Có rất nhiều khu vực biên giới hai nước trong thời gian qua không có bất cứ xung đột nào xảy ra, hôm nay bị tên lửa Triều Tiên bắn như mưa, khiến cho Trung Quốc không có cơ hội đánh trả. Điều đáng nói ở đây là Triều Tiên không khoan nhượng, không cần luật lệ hay nói cho chính xác, Triều Tiên cứ nhắm vào khu quân cử mà nả. Nơi nào có các nhà máy công xưởng công nhân, dân cư khiến cho Trung Quốc thiệt hại không chỉ về người và tiền của. Trần nã hoàn tiễn diễn ra gần 3 giờ đồng hồ khiến cho quân Trung Quốc không đánh mà tháo nút. Theo một nguồn tin cho biết, các địa điểm ban đầu Trung Quốc cho quân đội đánh chiếm vào ngày hôm qua đã không còn lính Trung Quốc nào, mặc dù Triều Tiên không hề bắn một quả tên lửa nào vào các khu vực đó. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Tập Cận Bình đến khu biên giới để di tản mất 300.000 người dân tại nơi này để tránh những vụ án tên lửa nã như mưa của Triều Tiên về các căn cứ cũng như là phía nhân dân, thì Kim Jong-un đã chứng tỏ sự tài tinh của mình khi ông đang ngắm đập Tam Hiệp lần thứ ba, khiến cho Trung Quốc không thể trở tay. Đập Tam Hiệp cần phải bị phá hủy trước khi bị tấn công. Có câu hỏi là tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc không dám tấn công vào vùng hạ lưu của đập Tam Hiệp? Từ cổ xưa đến nay luôn là nơi chiến lược, đây cũng là nơi thường trú quan trọng nhất đối với binh lính Trung Quốc. Theo dữ liệu năm 1988 đến năm 1989, quân đồn trú trong khu vực chiếm 100% sư đoàn quân nhảy dù, 28% sư đoàn bộ binh và 20% tăng thiết giáp của quân đội Trung Quốc. Nếu đập Tam Hiệp bị phá vỡ thì Trung Quốc sẽ bị lũ lụt cuốn trôi trước khi tham chiến, hậu quả là không thể đo được. Chính phủ của Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng họ không ủng hộ việc Trung Quốc xây dựng dự án đập Tam Hiệp, vì người Mỹ đã học được nhiều bài học đắt giá từ những dự án hồ đập chứa. Tuy nhiên, vì Hoa Kỳ đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định là kẻ thù, nên Hoa Kỳ vừa được xếp đứng đầu danh sách có thể tấn công đập Tam Hiệp. Xoay quanh tình hình vụ việc Trung Quốc chấp nhận hy sinh Su-35 và phi công lao vào ngăn cản bom hạt nhân của Trung Quốc thả xuống đập Tam Hiệp, theo tờ báo của Tokyo, Nhật Bản cho biết, tình hình chiến sự ở biên giới Ấn Độ và Trung Quốc đang căng như dây đàn, thì vào ngày hôm qua quân đội Ấn Độ đã bất ngờ cho nã tên lửa, liên tiếp 2 quả tên lửa đạn đạo và cục phóng tên lửa trên đã làm ít nhất một chiếc máy bay tiêm kích Su-35 của phía Trung Quốc tan tành như xác pháo. Tờ báo của Nhật Bản còn cho biết trước những mối đe dọa liên tiếp đến từ phía chính quyền ông Tập Cận Bình khi vào buổi sáng ngày hôm qua, Không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BOA đã cho máy bay tiêm kích nói trên lượn bay khắp bầu trời vùng trời của Ấn Độ để chụp ảnh theo dõi những hoạt động quân sự của New Delhi. Được biết trước đó chính quyền Thủ tướng Modi lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh vẫn phớt lờ và chấp nhận tất cả hậu họa. Trung Quốc đã cố tình cho máy bay xâm phạm nghiêm trọng đến vùng lãnh thổ của đất nước xứ sở rắn hổ mang này, và trước những sự đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lãnh thổ của đất nước, người đứng đầu của New Delhi đã ra lệnh cho quân đội phóng liên tiếp 2 quả tên lửa đạn đạo có sức công phá lớn tầm bay xa, khiến cho một máy bay tiêm kích của phía Trung Quốc vỡ tan tành. Truyền thông của New Delhi cho biết mục đích của việc phóng tên lửa ngày hôm qua của Ấn Độ đã bắn rơi chiếc máy bay Su-35 của phía Trung Quốc. Khi mà nước này đang cho máy bay bay lượn khắp bầu trời của Ấn Độ, New Delhi đã gửi một thông điệp tới chính quyền của ông Tập Cận Bình. Bắc Kinh nên ngừng ngay những hành động gây hấn, những hành động vi phạm chủ quyền, chấm dứt ngay hành động điều xe tăng, điều máy bay và điều quân lính trên biên giới giữa Trung Ấn đã gây ra những căng thẳng xung đột giữa hai nước. Ngay lập tức, nếu không, chính phủ của Trung Quốc sẽ nhận được kết quả đau thương chưa từng có. Bộ Quốc phòng của Ấn Độ cũng lên tiếng chỉ trích chính quyền ông Tập Cận Bình, cho rằng Bắc Kinh liên tục đưa quân lính đi gây hấn với các nước trong khu vực, đặc biệt là người ba nước láng giềng xung quanh. Mình hoạt động ở gần đó được
đặc biệt là ba nước láng giềng xung quanh. Và Ấn Độ sẽ là nước tiên phong trong 14 nước láng giềng nói ra để mà ra tay trừng trị Trung Quốc, trừng trị Bắc Kinh, cô lập chính quyền Tập Cận Bình, nếu không trừ họa từ phía Trung Quốc Bắc Kinh, lên mặt điều hòa thì uy sức mạnh, dùng vũ lực chiếm đóng các nước khác trong khu vực. Vì thế lần này chính quyền của ông Modi sẽ ra tay một cách mạnh mẽ nhất để trừng trị Trung Quốc. Theo các nhà quan sát cho biết, vào ngày chính quyền ông Modi cho bắn 3 quả tên lửa sát biên giới của Trung Quốc, nơi được cho là thường xuyên xảy ra các vụ đụng độ, nảy lửa lớn giữa hai nước. Trong 3 tuần qua, Bộ Quốc phòng của Mỹ cũng cho biết là trong vòng một nửa tháng trở lại đây, chính quyền Modi đã cho quân đội của nước mình phóng liên tiếp 5 lần tên lửa và mỗi lần như vậy đều có sự chỉ huy chỉ đạo sát sao của người đứng đầu New Delhi. Theo các nhà quan sát cho biết, Ấn Độ là một nước còn khó khăn và đa phần người dân đều là những người có thu nhập thấp. Nhưng trên thế giới không một nước nào dám đụng đến Ấn Độ, kể cả là Mỹ, bởi chính quyền của Modi đang sở hữu trong tay một loại vũ khí hủy diệt mà thế giới không bao giờ có được. Đất nước của Ấn Độ nổi tiếng với những quả tên lửa siêu hạng, siêu tên lửa xuyên lục địa và tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân BrahMos. Huyền thoại, đây là một trong những vũ khí lợi hại, làm cho New Delhi trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới. Được biết, ngay sau khi chiếc tiêm kích Su-30 của nước mình bị bắn nổ tan tành, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích gay gắt và Bắc Kinh cho rằng hành động trên là không thể nào chấp nhận được. Bắc Kinh đã đổ lỗi cho chính quyền ông Modi liên tục gây ra căng thẳng cho phía Trung Quốc. Một trong những bài phát biểu gần đây tại thủ đô Bắc Kinh ngày hôm qua, người đứng đầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa đã nói rằng New Delhi sẽ phải chịu mọi hậu quả khi đã bắn rơi chiếc máy bay của phía Trung Quốc. Chính phủ ông Tập Cận Bình đang điều động, quân đội của mình mang theo 50.000 lính cơ động, 40 xe bọc thép, mang theo pháo cao xạ, máy bay, cùng nhiều pháo cối súng đại liên, đại bác tiêm kích lên vùng biên giới giáp danh giữa lãnh thổ hai nước, để chuẩn bị trả đũa New Delhi. Theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết, nếu như hai nước đối đầu và xảy ra chiến tranh trực tiếp với nhau, thì chính quyền ông Tập Cận Bình sẽ thất thủ và chính quyền ông Modi sẽ săn bằng Trung Quốc hủy diệt Bắc Kinh trong thời gian rất ngắn, bởi vì quân đội của Trung Quốc được cho là yếu thế hơn rất nhiều so với quân đội của Ấn Độ. Các chuyên gia quân sự trên thế giới cho biết, Trung Quốc mặc dù mạnh hơn Ấn Độ về mặt con số và lấy thị trường, lấy thịt đè người, nhưng còn về vũ khí trang bị, trang thiết bị thì kém xa so với Ấn Độ. Ấn Độ có vũ khí hạt nhân và có thể san phẳng Bắc Kinh, chỉ xảy ra đụng độ thì phần chắc chắn thuộc về phía ông Modi. Rất nhiều ý kiến và nhiều chuyên gia quốc tế ủng hộ Ấn Độ sản phẩm Trung Quốc. Bởi vì Bắc Kinh thường sử dụng vũ lực dung oai thì uy sức mạnh ép buộc các nước phải tuân theo Trung Quốc. Các chuyên gia quân sự cho biết, ông Modi chỉ cần đôi tay bấm vào nút hạt nhân thì Trung Quốc sẽ bị san phẳng 1/2 lãnh thổ và khi đó Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ ra hoàn toàn khỏi bản đồ của thế giới. Chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị cô lập. Tuy nhiên, người đứng đầu đất nước của New Delhi đang chờ đợi sự lên tiếng xin lỗi từ phía chính quyền Bắc Kinh vì cho rằng nếu như chiến tranh này xảy ra thì sẽ làm đau thương tới người dân và làm khổ cho những người dân, đó là điều mà không ai mong muốn. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, không phải lần đầu tiên hay là lần thứ hai đụng độ biên giới Trung Ấn, mà một tháng vừa qua đã xảy ra xung đột lần thứ tư và mỗi lần xảy ra xung đột căng thẳng quân sự của phía Trung Quốc thì bị thảm hại. Quân đội của Modi dưới sự chỉ đạo, tài tình của người đứng đầu Ấn Độ Modi. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất của tờ, Seam cho biết Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng dùng vũ lực chiếm, xâm chiếm các nước trong khu vực, đặc biệt là xâm chiếm biên giới lãnh thổ Ấn Độ, bởi vì họ cho rằng chính quyền ông Tập Cận Bình đang âm mưu tính thêm một quả núi của Ấn Độ ở gần thành phố Tây Tạng giáp biên giới của New Delhi. Trung Quốc cho rằng quả núi này có một vị trí địa chính trị cực kỳ quan trọng trong việc đối với cả Trung Quốc, bởi vì họ cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đang âm mưu thôn tính thêm một quả núi của Ấn Độ ở gần thành phố Tây Tạng giáp với biên giới của New Delhi. Trung Quốc cho rằng quả đồi này có một vị trí chính trị cực kỳ quan trọng đối với cả Trung Quốc và nếu như Bắc Kinh xâm chiếm được thì chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ cho đặt ở đây một căn cứ quân sự. Mặt khác, quả đồi trên được cho là trữ một mỏ vàng và hai bộ than quý ở đây, chính là lý do mà chính quyền ông Tập Cận Bình muốn sở hữu. Chính vì điều đó mà biên giới Trung Ấn ngày càng nóng bỏng và chắc chắn trong một vài ngày tới, đụng độ giữa quân đội New Delhi và Bắc Kinh sẽ tiếp tục còn xảy ra và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về vụ việc để gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin kế tiếp. Thưa quý vị và các bạn,
Việt Nam và Ấn Độ đặt xong dàn tên lửa BrahMos 300 kg, đầu đạn hạt nhân. Tập Cận Bình xin đàm phán rút hết quân. Việc Việt Nam mua sắm vũ khí chỉ nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Việt Nam trước các đòi hỏi chủ quyền phi lý ngày càng hung hăng của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Hồi cuối tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ Modi đồng chủ trì hội đàm cấp cao trực tuyến Việt Nam-Ấn Độ. Ngày 7 tháng 3, tờ Times City cho biết chính phủ Ấn Độ đã bán tên lửa BrahMos, tên lửa phòng không tầm trung và nhiều khí tài quân sự khác trong Việt Nam. Cũng theo nguồn tin này, chính phủ Ấn Độ còn cung cấp cho Việt Nam tàu chiến trang bị để sẵn tên lửa BrahMos thay vì chỉ cung cấp các tổ hợp tên lửa xé lẻ, một khinh hạm trang bị tên lửa. Các tên lửa BrahMos có thể đóng vai trò quyết định, nó có thể trở thành công cụ răn đe thực sự ở Biển Đông. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin chính phủ Ấn Độ tiết lộ và cho biết rằng New Delhi có thể mở rộng hạn mức tín dụng để hỗ trợ Việt Nam trang trải chi phí của cả tàu và tên lửa. Ông cho biết đây cũng là thời cơ cho phép Việt Nam tăng cường năng lực để đối phó với các loại tàu mặt nước hiện đại trên Biển Đông. Theo ông Huy Tam, ngay từ năm 2014, đã có tin nói rằng Việt Nam sẽ mua tên lửa hành trình chống hạm BrahMos nhưng không được Nga đồng ý, lý do là vấn đề bản quyền. Tuy nhiên, cuối tháng 5 năm 2016, Nga và Ấn Độ mới đồng ý được về việc xuất khẩu loại tên lửa này sang Việt Nam. Theo nhiều hãng tin, vào tháng 6 năm 2016, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã thực hiện chuyến thăm hữu nghị đến Việt Nam, đi cùng là 15-20 thành viên của ngành công nghiệp quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã thực hiện chuyến thăm hữu nghị đến Việt Nam đi cùng là 15-20 thành viên của ngành công nghiệp quốc phòng nước này và đại diện quốc phòng Ấn Độ sang Việt Nam để đẩy mạnh việc hợp tác phát triển và sản xuất các thiết bị quân sự vũ khí cỡ nhỏ, các hệ thống tên lửa và thiết bị hàng hải. New York Times dẫn lời thông tin công nghiệp quốc phòng Ấn Độ cho biết. Ấn Độ trao cho Việt Nam tên lửa siêu thanh BrahMos. Vũ khí này có thể làm xói mòn lợi thế hải quân của Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh đặc biệt lo ngại về độ chính xác và ưu việt của tên lửa này. Trung Quốc không thể chản phá nó. Đó là nhận định của tòa Astana ngày 27 tháng 2, Thủ tướng Ấn Độ và Việt Nam. Đã bồ đàm trực tuyến lãnh đạo hai nước, nhất trí xây dựng tầm nhìn chung vì hòa bình, bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng và hung hăng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thủ tướng Modi, Thủ tướng Phúc đã nhất trí rộng rãi sự tăng cường hợp tác quốc phòng. Điều này đánh dấu sự thúc đẩy nhất đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được hình thành vào năm 2016. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Ấn Độ có bán cho Việt Nam hệ thống tên lửa siêu thanh đất đổi không, BrahMos hay không? Đây là một loại vũ khí có thể thay đổi quyền lực và làm xói mòn lợi thế hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc không thể ngăn chặn được tên lửa BrahMos để ngăn chặn hoạt động bành trướng của Trung Quốc. Các nước như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Singapore và Philippines đã tìm kiếm tên lửa hành trình tầm trung. Thiết bị này có thể phóng từ tàu ngầm, tàu thủy, máy bay chiến đấu hoặc đất liền và được biết đến với cái tên lửa hành trình siêu thanh nhất thế giới. Nga là đồng minh chiến lược lâu dài của Ấn Độ. Hai đứa con cũng phát triển ra một tên lửa này có thể mang theo 300.000 đầu đạn hạt nhân và hạt nhân trong đường nó thấy chuyển động với tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Lý do bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào của Trung Quốc cũng không thể đánh chặn được đó. Theo Astan, độ chính xác có thể gây chết người đối với hầu hết các mục tiêu trên biển, bao gồm cả tàu sân bay Trung Quốc. Astan cho biết, đến nay Ấn Độ ra hạn chế bán tên lửa cho Việt Nam, không rõ vì lý do gì. Tuy nhiên, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, việc giao BrahMos cho các nước thuộc khu vực tranh chấp Biển Đông là một sàn lanh đỏ chiếm được Bắc Kinh. Cũng đã nhiều lần cảnh báo New Delhi không nên can dự vào các tranh chấp ở Biển Đông. Năm 2018, tờ báo Hoàn Cầu trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng các cuộc tập trận hải quân Trung Quốc giữa Ấn Độ và Việt Nam ở Biển Đông là bàn đạp để Ấn Độ mở rộng ảnh hưởng từ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Báo này cho rằng Ấn Độ đang đào tạo phi công Việt Nam vận hành máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 và tên lửa BrahMos. Tòa Astana nhận định giờ đây thẳng biên giới khi Malaysia giữa Ấn Độ và Trung Quốc New Delhi cuối cùng cũng có thể bàn ra cho Hà Nội. Điều này có thể đánh lạc hướng chiến lược của Bắc Kinh ra khỏi dãy Malaysia. Khi Ấn Độ đối đầu với Trung Quốc gần biên giới tranh chấp thì các phiên bản cũng có khả năng phá hủy cơ sở tầm quân sự ở các địa hình núi khuất. Vì lý do này, một số chuyên gia quân sự đã mô tả phiên bản bản thể của BrahMos
là lấy Trung Quốc là trung tâm, Ấn Độ đã bố trí các đội Sukhoi-30 Mangabos tại các vị trí thuận lợi ở miền Bắc. Ấn Độ có thể tấn công các mục tiêu trên không. Trên Pakistan và Trung Quốc trong bối cảnh bế tắc gia tăng, Ấn Độ đã tăng tần suất bắn. Có thể là tín hiệu cảnh báo với Trung Quốc sự chính xác với công việc khiến BrahMos trở thành một vũ khí nằm trong ranh giới đỏ cho các đối thủ của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần 90%. Vùng biển và đang có tranh chấp với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia và Đài Loan, Trung Quốc lo ngại Việt Nam sở hữu tên lửa BrahMos. Trung Quốc có lý do đặc biệt để cho ngại về Việt Nam đã mua BrahMos. Theo Austinson, vào năm 2019, Ấn Độ đã nâng cấp tên lửa 51 để tấn công các mục tiêu được bảo vệ với độ chính xác cự ly 650 km. Ấn Độ và Nga hiện đang cùng nhau phát triển để mở rộng tầm bắn của nó lên đến 800 km, với tầm nhìn xa được 1.500 km. Việt Nam với 1.650 km bờ biển hướng sang Biển Đông và 1.300 km biên giới trên bộ với Biển Đông. Với Trung Quốc, tờ báo nhận định Đức lệnh chắc chắn sẽ tìm cách chỉ tên lửa về hướng Trung Quốc. Có 6 thành phố hàng đầu Trung Quốc, Thâm Quyến, Quảng Châu, Thành Đô, Trùng Khánh, Đông Quan, Vũ Hán sẽ nằm trong phạm vi 1.500 km của bất kỳ căn cứ đất liền nào ở Việt Nam. Thượng Hải cách cơ quan quân sự của Việt Nam khoảng 1.900 km, trong khi Bắc Kinh và Thiên Tân cách đó hơn 2.300 km, Việt Nam đã có hạn mức tín dụng 500 triệu đô la để mua thiết bị phòng ngự từ Ấn Độ, bao gồm một bản thỏa thuận trị giá 100 triệu đô la cho 12 tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam. Các tàu này được cho là đang đóng cho bộ đội biên phòng Việt Nam để tăng cường an ninh ven biển đối với Trung Quốc. Một số chuyên gia quân sự cho biết, dự kiến một thỏa thuận về BrahMos sẽ được công bố trong cuộc gặp gỡ tiếp theo. Tuy nhiên, việc mua bán không được tuyên bố công khai. Một số nhà ngoại giao cho rằng, Ấn Độ có thể đang sử dụng vụ bán tên lửa ra một bí mật như một con bài để đàm phán yêu cầu Trung Quốc rút khỏi Ladakh. Ở nơi đây bắt đầu xuất khẩu tên lửa BrahMos nhằm vô hiệu hóa sự hung hăng của Trung Quốc. 85 tên lửa được bán cho các đồng minh. Thưa quý vị, trưởng phái đoàn đại sứ quán Nga ở New Delhi cho biết Nga và Ấn Độ đang có cái chiến lược tăng tầm bắn của tên lửa và bắt đầu xuất khẩu sang các nước thứ ba, đầu tiên là Philippines. Malaysia cũng đang phải đối mặt với những thách thức của Bắc Kinh ở Biển Đông, trong khi Nga sẵn sàng bán BrahMos cho Philippines, nhưng Philippines lo ngại Trung Quốc có thể phản ứng nên đã không thể né tránh việc hỗ trợ các đồng minh như Ấn Độ bằng những vũ khí quan trọng như hệ thống tên lửa phòng không S-400, được coi là hiệu quả nhất thuộc loại của nó. Ấn Độ công khai cam kết giúp Việt Nam nâng cấp chất lượng quốc phòng, các lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ đã tương tác trong những tháng gần đây khi Ấn Độ tìm kiếm đồng minh trên khắp châu Á nhằm vô hiệu hóa sự hung hăng của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã có cuộc gặp gỡ trước đó. Bộ trưởng Ngoại giao hai nước cũng đã có cuộc gặp gỡ chuẩn bị cho cuộc ngoại giao cấp cao nhất nhà nước của hai vị thủ tướng. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ công khai cam kết nước Việt Nam nâng cấp lực lượng hoặc quốc phòng. Ngoài ra, Việt Nam đang tìm cách mua tên lửa đất đối không và trực thăng của Ấn Độ những năm gần đây. Cả hai nước đều đang phát triển và cho phép Hải quân Ấn Độ tiếp cận cảng quân cảng quốc tế Cam Ranh năm 2019. Asian Times cho biết giới quan sát suy đoán rằng nếu Việt Nam đạt được thỏa thuận mua bán tên lửa thì Cam Ranh là nơi Ấn Độ tiếp tục bà con giao tên lửa cho Việt Nam.